em trai anh là giàu hay là nghèo, nhưng mà trước mắt là em ấy rất là chịu chơi. Đó, thì cái Rofender này á, là của xe BCX, cao size của nó 355. Và mình đã tư vấn cho em ấy, thì em ấy nói là ok, cao hơn một chút không vấn đề gì, thì nó sẽ cao hơn từ 1 tới 2 phân. Nhưng mà em ấy lựa chọn rất là đúng nha, gắn lên xe chỉ cao hơn một chút xíu và em ấy rất là hài lòng. Thứ hai là em ấy nói là rất là đẹp. Đây, cái chân của nó là nó sẽ cao hơn một chút xíu, mọi người thấy cái chân không? Bây giờ em sẽ xiết cái chân nó ngắn lại thì mọi người sẽ gắn vô lên xe AB 150, AB 160 là vừa khít luôn. Em ấy cũng thuộc loại nặng, vợ em cũng nặng, đâm ra lên là hai vợ chồng gắn cái này lớn lên xe là bao em luôn nha. Phuộc thì sẽ được bảo hành cho anh em là 3 năm xì là được đổi mới. Cái này là Rofender của Thái Lan, nhập khẩu 100%, sản xuất tại Thái Lan luôn, nên là mọi người xài cực kỳ là ngon, giống như Olin. Mọi người cảm nhận Olin sao thì qua cái Rofender này sẽ là y chang nha. Cái dòng này là dòng mới, mình chưa có lên trên video, nhưng mà hôm nay mình lên trên thực tế trên cái xe AB này cho mọi người coi luôn. Đó, thuộc không bình dầu nha mọi người. Đó, nó chỉ khoảng 3 thôi nha, đầu 3. Đó, chứ không có nhiều đâu. Nói chung là xài em như Olin thì giá của nó như vậy là quá tuyệt vời rồi. Thứ hai là mã quét, nhớ về bảo hành là mình sẽ đầy gửi cho mọi người là đầy đủ mã của nó, và phải bắt buộc phải ghi mã thì sau này bảo hành nó sẽ dễ hơn nha. Đó, nói chung là độ chịu chơi, quan trọng là độ chịu chơi. Còn nhiều khách hàng mà cứ kêu ừ phải gắn như zin hoặc là bằng zin thì không, tùy thôi à. Nhưng mà công nhận cái cây này lên, em trai nói là sao mà nó êm như vậy. Thì dĩ nhiên là cái Rofender xưa giờ nó có tiếng là dòng này nó êm rồi, và đặc biệt cái dòng mẫu mới nó ra còn êm hơn cái dòng mẫu cũ nữa nha. Đó, vừa rẻ hơn này, và vừa thứ hai là vừa nhúng rất là êm và không có bị kêu cực cực giống như NSS đâu. Đó, mọi người xài đi là mọi người sẽ cảm nhận được cái dòng này xài rất là ok, bảo hành cũng chế độ bảo hành rất là tuyệt vời luôn. Nói chung không có gì để chê đâu nha, rất ngay đi. Hết video, cảm ơn mọi người đã coi, mình sẽ lên thêm nhiều.